hồi xưa giờ á, mà anh cũng còn giữ thói quen ăn kem ba màu ha. Lộc. Em cô chưa trả tiền á. À, đây. Mơ người chờ nha. Lộc. Nghe Sơn nói nè Lộc. Trời ơi, anh theo tôi làm gì vậy? Người ta đang chờ anh kìa. À, thì nói chuyện với Lộc xong Sơn quay vô. Cái gì? Không. Đi ra. Thôi mà nghe Sơn nói nè, Sơn với Mơ không có gì hết á, thiệt mà. Người ta còn biết anh thích ăn kem nữa mà. À, chuyện nói qua rồi mà. Bây giờ trong lòng Sơn chỉ có Lộc mà thôi. Tin Sơn đi, thiệt mà. Lộc. Anh Sơn. À. Ủa Mơ? Trời ơi anh đi đâu vậy? Em còn có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm luôn. Mơ không coi quán hả? Trời ơi quán xá vậy em chỉ muốn đi theo anh nữa à. Nhưng mà Mơ. Đó rồi nha. Lộc. Lộc ơi. Lộc ơi. Vô anh đi theo Lộc ơi. Lộc ơi. Lộc. Cái gì mà em không nói mà Lộc ơi. Lộc ơi. Tao ơi. Cái gì dịu dàng như vậy mình còn thích nữa, huống chi ảnh. Mặc dù đã chia tay nhưng lỡ như cô ta đòi quay lại, ảnh có đồng ý không ta? Đàn ông nào mà không thích con gái dịu dàng chứ. Dạ. Đứng đi. Chị ăn gì? Tôi tới đây không phải để ăn, mà tôi tới đây để nói cho cô biết tôi với anh Sơn là một cặp. Cô đừng có mơ tưởng nữa. Cái loại gái như cô á, mà nhìn cô cũng đâu có giống con gái. Cô đừng có đeo bám anh Sơn nữa. Anh Sơn á chỉ yêu có một mình tôi thôi. Thì ra đây mới là bộ mặt thật của cô đó hả? Phải. Có biết cái xóm gà bên kia không? Cái biết trùm băng đảng xã hội đen bên đó là ai không? Em họ tôi đó. Cho nên á, cô biết điều á thì cô đừng có đeo bám anh Sơn nữa. Còn không á thì cô đừng có trách. Cô là ai mà dám nói với tôi cái giọng đó hả? Cô với anh Sơn đã là quá khứ rồi, còn tôi là bạn gái hiện tại của ảnh. Cô mới phải là người tránh xa đó. Tài ơi, Xuân không ăn bún của chị. Không thể nào. Chuyện mà Lộc có chuột thì Sơn tin, còn Mơ có chuột thì Sơn không tin. Lộc nói thiệt mà, cô ta là giang hồ thứ thiệt đó. Cô ấy nói với Lộc như vậy. Đã còn có băng nhóm xã hội đen riêng nữa, mà trông đanh đá lắm, chứ không có dịu dàng hiền lành như vẻ bên ngoài đâu. Bây giờ Sơn tin Lộc hay tin cô ta? Đương nhiên là Sơn tin Lộc rồi. Ôi trời ơi, cái bàn tay sao nó mềm mại quá vậy nè. Ôi con ơi, cái lắc này nó hợp với con quá đi à. Đẹp quá, dễ thương quá con. Bác thích không? Hả? Tặng cho bác luôn nha. Bậy bạ nè. Trời, cái lắc này á là chỉ hợp với bàn tay của con thôi, đâu có hợp với bàn tay của bác. Nhưng mà thôi, nếu như mà không muốn tặng bác phải không, thì thôi bác nhận, mất công con lại buồn nữa. Trời ơi, để con đeo cho bác nha. Ừ. Đâu để bác thử coi. Đâu đây bác coi. Đó, đây nè. Ôi, tháo cái này phải cẩn thận nha con. Đừng soạn không đó. Rồi, đây mấy người tay đi con. Ừ. Chà, trời ơi, bác đeo cũng hợp quá ha. Đẹp quá bác ơi, bác thấy chưa, sáng trưng. Thì bởi vậy, không biết không, bác mê hột xoàn lắm. Trời, có khi đêm đến hả, bác mơ thấy hột xoàn không thiệt. Nhất là từ lúc mà biết con á, trời ơi, đêm nào cũng mơ thấy hột xoàn không. Bác, cảm ơn con nghe. Trời ơi, đẹp quá, bây giờ nhẫn nè, lắc nè, không biết không, bác có sợi dây chuyền. Mà cái thằng Sơn nhà bác đó, trời ơi, suốt ngày nó chê cái sợi dây chuyền đó không à. Nó nói là sao cái kiểu gì mà nó quê mùa. Nhất là cái mặt đó. Bác tính đó, cái nhẫn nè, tặng bác nè. Bác lấy cái mặt này ha, xong đó bác thay vô cái mặt của sợi dây chuyền á, đeo cho nó khỏi chê luôn. Đẹp quá mà phải không con? Trời ơi. Bác, vậy con sẽ tặng cho bác luôn một sợi dây chuyền hột xoàn mới nghe. Trời ơi, con tặng bác luôn hả? Dạ. Trời ơi, con có đây à. Đó. Trời ơi, con mang theo luôn vậy đây hả? Đây nè bác. Đây. Trời ơi, hột xoàn nữa hả? Bởi vậy hôm qua bác mơ thấy hột xoàn một sợi dây chuyền y chang vậy luôn đó con. Trời ơi, đẹp quá không ngờ, sớm ra là gặp rồi trời ơi. Má ơi. Cái gì vậy? Dẫn Lộc về rồi má ơi. Cái gì vậy? Đi đâu vậy? Hả? Má. Đồng ý lấy con rồi, bà đám cưới đi má, bà chịu đám cưới đi má. Đấy. Mày điên hả? Cưới vợ gì ở đây? Chính nói là cưới vợ cho con mà. Má nói là cưới vợ cho con, nhưng mà không phải cưới con Lộc. Ủa vậy cưới ai? Cưới con Mơ. Gì kỳ em á? Cái gì kỳ? Lộc, má này kỳ quá. Lộc, thôi kệ nó đi con. Thằng này nhiều khi nó tâm thần vậy đó. Dạ. Con ngồi xuống đây. Ủa rồi con cái này sao con? Đây, khi nào á mà bác muốn đổi kiểu nào bác cứ nói con nha. Đó, thấy chưa? Con tặng bác cái này luôn hả? Con tặng bác hết. Nguyên hộp vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, bác nhận hết đi nha. Trời ơi, bác vui quá, bác xúc động quá à. Đó gì? Lộc à, nghe Sơn nói nè Lộc à. Lộc à, Lộc nghe Sơn nói nè. Vui ra. Lộc khóc quá Lộc. Lộc ơi, Lộc khóc quá Lộc. Tôi khóc đó. Mày má coi làm nhục cho nên khóc đó. Anh vừa lòng chưa? Cho Sơn xin lỗi đi mà, thật sự là Sơn không biết má là nghĩ vậy. Lộc à, cho Sơn xin lỗi đi mà. Buông ra đi. Má anh nói thẳng luôn, chứ nghĩ gì. Nó nghĩ trong bụng thôi, cũng đỡ. Vậy để lần sau Sơn nói má rút kinh nghiệm ha. Lộc à, thôi mà, cho Sơn xin lỗi đi mà. Anh nói cái gì? Con rút kinh nghiệm đó hả? Tôi biết mà. Anh với má con anh là cùng một chuột. Không có. Tối ngày các anh em người ta không à. Đừng có làm tôi bẻ mặt trước nhà Lộc chịu lòng đâu. Dừng lại là... Ôi mà Lộc à. Thật sự là... Sơn không biết. Má lại kêu Sơn cưới Mơ. Thật sự là Sơn không biết mà Lộc. Lộc à. Sơn xin lỗi đi mà. Lộc à. Lộc à. Lộc à. Ông có khoai Sơn rồi, ông có khoai mà. Sơn, ngồi xuống đây con. Nè. Má đi coi thầy, thầy nói á là cái tuổi của con với lại con Mơ rất là hợp với nhau, cho nên á là phải cưới trong vòng năm nay thì mới hợp, chứ qua năm sau là không có tốt nghe không con. Má tính rồi chắc là để coi coi tháng sau á má làm đám hỏi này, rồi tháng sau nữa sẽ làm đám cưới nghe không con. Chết cha, kịp không ta, sắm đồ sắm đạc à. Trời ơi con ơi, vậy là ngày mai nha con với má phải qua nhà ông Sáu may nguyên một bộ đồ vest liền, chứ không là không kịp nghe không con. Dạ con chào bác. Ủa chào con, ngồi xuống đây. Mơ ra đây. Trời đất ơi, cái thằng này nó làm cái gì không biết nữa. Còn với cái nói má nó là làm gì mà gấp, nó còn gấp hơn tôi nữa à. Như vậy bây giờ anh yêu Lộc và chỉ muốn cưới Lộc thôi à? Anh á, đang thử lòng em phải không? Lòng em á, nó dài mà nó dài dữ lắm, cũng như á, là tình yêu của em dành cho anh. Buông ra, buông anh ấy ra. Lộc à, không cần phải giải thích, em hiểu mà ha. Còn cô, anh ta sẽ không bao giờ lấy cô đâu. Đừng có giở trò, bởi vì anh ấy yêu tôi và chúng tôi sẽ lấy nhau. Đúng rồi. Cô đi á mà nói cái câu đó với cái mụ với má Xuân á, biết đâu rồi á má thương tình mà cho cô làm dâu phụ ha. Ha. Sao mừng lắm, cuối cùng Lộc cũng hiểu rồi. Xin lỗi nha. Bây giờ mình phải tìm cách ngăn má lại, nếu không hả má bắt Sơn cưới Mơ. Đúng rồi, vậy rồi sao? Má nói là chiều nay đi đặt thiệp cưới á, bây giờ mình mau về cản má lại. Nhưng mà bằng cách nào? Sao cô không biết nữa, nhưng mà phải cản má lại. Đi nhanh lên. Coi tiểu thơ vậy mà cũng được việc quá nghe. Mà đẹp thôi con nghe, con làm hết chỗ này thôi, xong rồi nghỉ tay đi, chứ để con làm nhiều quá vậy bác ngại quá à. Ôi con dâu tương lai chưa có cưới về mà bác làm tùm lum vậy sao được. Trời ơi bác, có gì đâu con nghe, sau này á con mà làm bà chủ tiệm này á, con sẽ thuê người lặt rau, lau nhà, rửa chén hết cho bác luôn. Bác chỉ việc ở nhà đếm tiền là được. Vậy đó hả con? Dạ. Ôi được như vậy thì sướng quá rồi còn gì nữa. Bác nghe, bà đó, bà làm gì vậy hả? Tại sao bà tạt nước rửa chén qua bên nhà của tôi? Bộ nhà của tôi là cái bể hay sao để cho bà chứa nước hả? Bác, ông nào mà vô duyên với bác. Cắm họng lại. Hổn hả? Tao tát cái gãy răng bây giờ đó. Bỏ ra, con làm gì vậy? Xem, con chả dám tát gãy răng con không? Ê, ông kia, làm gì? Qua đây làm gì? Qua đây làm gì hả? Hỏi tội bà chứ làm gì? Hỏi tội gì? Bà làm gì bà tạt nước rửa chén qua nhà tôi? Hả? Ê, ông không có việc gì làm á, thì đi chỗ khác chơi nha. Mắc mớ gì qua bên này á, kiếm chuyện hoài vậy hả? Hả? Ai kiếm chuyện với bà? Ai mà rảnh đâu mà đi tạt nước qua bên nhà ông? À, thôi biết rồi con ơi, ổng mê bác, ổng thích bác cho nên là qua đây hoài vậy đó hả? Trời, mê bà chứ không phải bà thích tôi hả? Bà thích tôi cái bà lấy nước rửa chén bà tạt qua nhà tôi để tôi có cớ tôi qua đây với bà hả? Trời ơi, dẹp mộng đi, đừng có háo sắc. Trời ơi, sắc dữ à, trời ơi. Tào lao mía lao, tôi tào lao bà mía lao. Gì mía lao? Bà mía lao đó, cái cây người như cái cây mía lao vậy đó. Ở đâu ạ? Ở đâu gì vậy? Trời đất ơi, buông tay ra coi, hai đứa bay ở đâu nhoi ra đây vậy hả? Dạ. Mày đâu mà nhoi ra đây? Nè, ông mới là vô duyên á. Ê, cái này là nhà của nó nha, nhà của tôi nha, nó có quyền nó đứng ở đây. Bây giờ ông hỏi con gái của ông coi, mắc mớ gì qua bên này làm cái gì hả? Qua đây làm cái gì hả? Má, hôm nay con dẫn Lộc về là con muốn nói với má là con không cưới Mơ đâu, con sẽ cưới Lộc. Trời ơi. Tèn. Nè, dạ? Mày điên hả? Trời đất ơi, chiều nay á là má đi đặt thiệp cưới rồi, cưới con với lại con Mơ. Nhưng mà con không cưới Mơ được. Tại sao? Tại sao? Tại Lộc có thai với con rồi. Hả? Tèn tèn tèn. Trời đất ơi, cũng liên quan tới bà mà tèn cái gì mà tèn. Nó có thai. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đi vô đây. Vô đây. Trời ơi là trời, không chịu nổi nữa, vô đây. Đi vô nhà hả? Ô nhục mà, ô nhục hả? Trời ơi là trời, một cái vết xe đổ của chị mày hả? Mày không thấy đường sao mà mày còn đi lên trên đó nữa, ô nhục. Trời ơi, chuyện gì vậy con, chuyện gì vậy? Nhà này sắp tanh bành té mẹ rồi má ơi. Có chuyện gì? Mày ô nhục, ô nhục. Nhanh lên đi, chuyện gì mà cứ ô nhục hoài. Nó ra, nó ra. Chỗ này chỗ mày ngồi hả? Đi vô động á, lấy cái chỗ lông gà quét rồi đeo đâu, tao ngồi nè. Ha, má coi đó, nó có bầu rồi. Thì có bầu hả? Trời ơi, ba ơi, nhà mình cũng có cháu rồi ba, vui quá, con trai con gái. Mày vậy vui lắm hả? Ô nhục đó, vui lắm hả? Con đã nói rồi, con không có bầu. Nói nữa hả? Trời đất ơi, tôi kêu nó, tôi nói vậy mà nó cũng lấy cây chổi ra. Nè, quét đi rồi leo đây ngồi nè. Mày bước ra đó. Chổi hả? Má để đó cho con. Chối hả? Trời ơi, chính miệng cái thằng đó nói ra mà nó còn chối được, y thiệt á trời ơi. Trời ơi, còn ai nữa má? Thằng con của con mụ ác phụ bán bún bò ngang nhà mình nè. Cái thằng Sơn đó hả? Cái thằng đó mà nó dám làm cái chuyện này hả? Sao không dám má? Má nhìn cái mặt đó đi, cái mặt đó là bán trời không mời thiên lôi đó má. Đó, cái gì mà nó không dám làm má. Trời ơi, ô nhục, ô nhục. Có con hai thằng Sơn không con? Rồi, bà tin con đi, bà nghe con nói nè, con có bầu. Con rồi hả? Con nói chuyện cái nội đi, chuyện nó đã vỡ lỡ rồi, nói đi, để tao với ba mày á, còn nói với lẽ đi gia đình người ta. Trời đất ơi, má nghĩ sao vậy? Má nghĩ sao mà con vậy mà má kêu con qua con đàm thoại với con mẹ bệnh hả? Sao không vậy ba? Cái đó là đàm phán hay đàm thoại mà. Tao là chủ nhà, tao muốn nói gì tao nói. Chép miệng gì vậy hả? Tao biết mình muốn nói gì hết đó nghe mày. Ngang, điệu hồn. Con với cái nhà này á, bây giờ còn loạn hết trơn rồi. Hả? Con không ai tin hết dạ, con nói là con không có mà. Bây giờ sao? Có chịu khai thiệt không? Khai. Có chịu khai thiệt hay không? Đúng rồi. Tôi có bầu. Cái bầu đó là của anh Sơn. Chưa đâu mọi người chưa. Báo. Sao mà khổ quá vậy nè. Muốn ngồi lên đầu thôi hả? Tùy, giờ không có đủ sức để chửi nữa. Ngồi đi. Chứ ngồi đâu đó, ngồi nhà này loạn hết rồi. Trời đất ơi, tôi khổ dữ vậy trời đó. Trời đất ơi, con với cái, mày có biết mày như vậy là mày làm nhục má mày không hả? Trời đất ơi, khôn 3 năm dạy 1 giờ. Tại sao mày có thể làm được cái chuyện? Trời ơi, cái thằng này, mày làm ô danh cái gia đình này rồi, thấy chưa? Trời ơi, mày bôi cho trét chấu vô mặt má mày đây nè. Trời ơi, con với cái, tại sao mày hư hỏng như vậy hả? Má làm như là con gái, con là con gái không bằng. Lộc có bầu thì phải con có bầu đâu. Trời đất ơi, mày còn dám nói như vậy, mày còn dám nói như vậy nữa hả? Hả? Mày làm cho con người ta có bầu, bây giờ mày còn nói như vậy. Bây giờ mày về mày đòi cưới người ta là sao hả? Thì chuyện lỡ rồi, má cho con cưới Lộc luôn đi. Cưới xin gì hết á, tao đã nói rồi, tao dứt khoát không thể nào nhận cái con hư hỏng nó về làm con dâu của tao được. Vậy là má quyết định bỏ cho nội má đúng không? Không, tao đã nói rồi, dứt khoát là không, tao không chấp nhận, hiểu chưa? Thôi giờ thôi được, nếu mà má không cho con cưới Lộc hả? Con sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu luôn. Cái gì? Mày đi phải không? Mày muốn đi phải không? Đi liền, tiễn mày luôn, đi liền, ra khỏi nhà tao, nhanh. Vô. Anh Cầu, bữa nay có rau ngon nè, lấy đi. Rồi, lấy hết đống này nha. Lấy hết phải không? Rồi, cân hết, cân hết. Rồi, bỏ vỏ bỏ vô. Chị Dung, Sao rau bữa nay ngon dữ vậy hả? Ừ, rau bữa nay ngon. Lấy hết nha, lấy hết cho tôi nha. Đâu đây đâu nè, lấy hết. Vô bỏ cái tay ra, bỏ cái tay ra. Cái đống này là tôi mua hết rồi. Ê này này nè. Lấy hết rồi. Ê ông đừng có nói đó nha. Nãy giờ ông mua hết rồi. Đâu, đâu, tại sao không cho vô đây? Trời ơi, còn trên này là tôi còn mua được, hiểu không? Chị vô duyên vừa bãi, tôi chưa có kịp bóc bỏ vô vỏ tôi nữa. Chưa nghe kịp, chưa? Trả tiền chưa? Trả tiền chưa mà chưa kịp. Chưa. Chị Xuân, chị Xuân, cái này là công tâm mà nói là tại vì anh Cầu tới trước, anh râm ra là tôi ưu tiên cho anh Cầu. Ha, chị đợi chuyến sau đi ha. Nè, chị nói vậy sao được trời đất ơi. Tới trước cái gì? Ông chưa trả tiền cho chị mà. Với lại rau chưa vô trong cái vỏ của ổng mà. Sao tự nhiên nói của ổng được? Chị bán á, chị phải bán cho thiên hạ chứ chị bán cho mình ổng hả? Chị mê ổng hả? Ủa vô duyên. Chị nói vậy vậy, tôi bán cho thiên hạ nhưng mà bởi vì ảnh tới trước tôi phải cho ưu tiên cho ảnh. Đã mua hết rồi còn bà bộ nguyên cái chợ này có chỗ này bán rau hả? Hả? Làm gì đứng đây hoài vậy? Bà mê tôi hả? Mê tôi hả? Sao chỗ nào tôi đứng đây bà đứng vậy? Trời ơi, chỗ tôi bán tự nhiên lại đây kỳ vậy là dập rau tôi sao chỗ tôi bán. Hai người ngộ quá à. Rồi anh lấy đây bỏ vô. Không có được nha, chị nói vậy không có được nha, tôi không có chịu vậy đâu. Chị vậy là ngang ngược. Ngang ngược quá. Vô mà nghe tin gì không? Cái gì nữa? Xóm mình có một cặp ăn cơm trước kẽn. Rồi nó coi rồi nào dám ăn cơm trước kẽn, nào gan vậy? Ai vậy? Ai vậy? Mấy đứa này riết rồi bởi rồi tao nói nó không có coi cái đó là quan trọng như thế nào hết. Bởi mấy đứa này đó là tại vì mấy thằng con trai điểu cán dụ dỗ con gái người ta. Thôi nín đi. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà con trai điểu cán? Trời ơi, cái thứ đó là tại vì đứa con gái á, đứa con gái hư thân mất nết. Trời ơi, nó không bật đèn xanh thì làm sao thằng con trai nó nhám nhào vô, đúng không? Nó vượt đèn đỏ, con trai vượt đèn đỏ. Không, mà nói trong công tâm mà nói ha, bị gì hai đứa nào cũng có lỗi, không cả hai có lỗi. Ê, chị đừng có nói vậy nha, thời buổi bây giờ đàn ông con trai người ta tử tế không đó nha, trừ mấy thằng lùng lùng thôi, Sở Khanh nè, đó đó đó. Thôi không nói chuyện với bạn, không nói chuyện với bạn, lấy rau, tôi lấy rau. Nè, tôi cấm nha, cái rau này tôi mua nha. Rau này tôi mua trước nha, nha. Tôi nói cho chị nghe là tại mấy thằng con trai thôi ha. Không có tại mấy thằng con trai. Tại gì? Tại vậy? Ông làm cái gì vậy? Ra thôi. Chị giỡn mặt tôi hả? Giỡn mặt. Trời ơi giỡn mặt. Ông làm gì vậy? Quá trời giỡn mặt. Ý, má đi chợ về. Má cô hồi nào? Má. Con. Ủa, con mới tới hả? Dạ. Má, nãy giờ con với anh Sơn á nói chuyện tình cảm lắm á. Trời đất ơi, thiệt hả? Sơn, con đi đâu vậy? Nhà có khách mà. Khách của má mà. Sơn. Má. Má đi chợ có vui không? Thì cũng bình thường thôi con. Con mới qua đó hả? Con qua hồi nãy giờ rồi. Mà qua có chuyện gì không vậy con? Dạ có chứ. Đây nè. Con qua là để tặng quà cho má nè. Trời ơi, đẹp quá vậy nè. Trời ơi, con ơi, con tặng quà cho bác hoài bác ngại quá à, thiệt. Trời ơi, đâu có nhiều đâu má. Cái này chắc là mắc tiền lắm nè. Con nói nó không có nhiều mà. Không có nhiều gì, cứ giấu bác hoài thôi à. Bác biết mấy cái này là mắc tiền lắm luôn đó. Má ơi, mình bàn chuyện đám cưới luôn nha má. Ủa má sao má? Thực ra thì bác rất là quý con. Bác lúc nào cũng muốn con là con dâu của bác hết á. Nhưng mà con thông cảm cho bác. Mọi việc bây giờ nó lỡ dở như vậy rồi. Bác cũng không biết tính làm sao hết á. Thôi thì mình không phải là mẹ chồng con dâu thì thôi con làm con nuôi của mẹ đi. Được không con? Hiểu rồi ha. Con thông minh mà bác. Bác biết mà. Bác biết thế nào rồi con cũng thông cảm cho bác thôi à. Thôi cho bác xin lỗi nha con. Ủa, một tiếng xin lỗi á đâu có thể giải quyết được vấn đề đâu. Ủa, vậy chứ con muốn cái gì? Cái gì? Bồi thường danh dự. Là sao? Chắc giá 50 triệu. 50 triệu? Trời đất ơi, con ơi, bác làm sao mà có cái số tiền lớn như vậy để đưa cho con chứ? Mà sao lại có cái chuyện mà bồi thường danh dự gì ở đấy? Sao? Hôm bữa nói nhiều tiền lắm mà. Thì hôm bữa là hôm bữa thôi. Nói là nói cho vui vậy thôi chứ con cũng thấy rồi, ngay cả cái chỗ này nè là bác cũng mướn đó mà. Cái gì? Bác mướn. Nhà mướn, đúng rồi. Cũng ai à, tôi có mua đồ thiệt cho bà. Trời đất ơi, vậy là bữa giờ nó mua đồ giả cho mình hả? À, trời ơi, xém chút nữa là lầm nữa rồi. Ông còn dám dắt cái mặt qua đây nữa hả? Hả? Hôm nay Thỏ không đi làm hả? Kệ tôi, có liên quan gì tới ông? Đâu, qua đây làm gì? Thôi khỏi trả lời. Để hỏi nè, có biết đánh hội đồng là sao không? Cái đó anh biết à. Đánh hội đồng tức là cả chục người bu vô đánh người á. Đúng rồi đó. Ai nói nghe nè, bây giờ nha, tôi nói thiệt nha, ông mà không đi khỏi đây nha, 5 giây sau ông bị đánh hội đồng, ba má nhận không ra luôn. Ông tin không? Không phải đâu Thọ. Thọ nghe anh giải thích nè. Không phải giải thích, không có giải thích gì hết. Ông làm con người ta có bầu nữa, giờ ông tính sao? Ông đừng có giả bộ nữa. Không phải vậy đâu. Làm sao? Một. Hai. Thôi được rồi, anh về. Anh đừng đếm nữa mà, anh về mà. 4 rưỡi. Lộc ơi, anh yêu em, cố lên. Ai đó, Lộc ơi, cố lên. Nội. Gì đó con? Cho hỏi nội cái này cái nha. Hỏi gì? Lúc mà nội mang bầu ba con á, chừng 2-3 tháng, nội có cảm thấy gì khác khác không nội? Lại có chuyện gì nữa đây? Đâu có gì đâu. Con hỏi á, để biết đường mà lo cho chị Lộc. Mà thiệt, thôi nha, đừng có nhắc chuyện con Lộc ở đây nữa nha. Nội nhức đầu lắm rồi. 5 cái hũ mắm ở trong nhà mình đây nè, 2 hũ á nó bể, thúi rùm cả đầu trên xóm dưới rồi, không thấy hả? À, mà còn con nữa đó, con có thân nữa nghe, phải biết lo giữ lấy thân nha con. Dạ, vậy thôi con lên phòng nha nội. Chị không biết làm sao, mấy em này chị thấy đau lưng, đau bụng, nhức đầu nữa. Ôi, thấy nóng tính hơn bình thường á, em có thấy vậy không? Con, cắt cái nước dùng bỏ vô trước. Đó. Đúng rồi. Con Lộc đâu rồi? Sao nó không chịu xuống ăn cơm vậy? Lộc ơi, xuống ăn cơm con. Dạ, con xuống liền. Để nó sôi lên chút nữa con. Để đi nó tự ra, nó tan ra. Ăn cơm chị. Ăn lẩu chứ. Xuống ăn cơm nè. Dạ. Bây giờ ăn cơm phải đợi thỉnh, đợi mời hao. Dạ. Ôi, Lộc. Bộ em bé đạp hả? Lộc đi không nổi hả? Không tử tế. Ôi, hết lại. Thơm quá. Bà tha lỗi cho tôi nha bà. Tôi không có dạy tụi nhỏ nên người như là bà dặn. Khổ quá bà ơi. Bữa nay tôm đến nhà rồng nữa hả? Chị Xuân. Gì? Chị hả? Trời đất ơi, bữa nay bày đặt gọi tôi bằng chị nữa, chứ không phải giống như mọi khi hả? Cái gì mà con mẹ bán bún bò, vô duyên, khùng điên, ba trợn, xong kêu vậy đi. Chị cái gì mà chị? Mình lớn hết rồi chị, xưng hô vậy mình dễ nói chuyện với nhau hơn. Dạ thôi, không có dám. Tôi ăn nói không có khéo đâu, với lại ba trợn lắm, cho nên không có dám nói chuyện với mấy người mà tỉnh táo, mà thông minh như anh. Con mẹ này, thấy mình xuống nước cái lần tới. Mình hàng xóm với nhau không mà chị. Tôi nói thiệt á, thật ra là tôi quý chị lắm á. Quý hả? Ừ. Trời ơi, mệt quá ông nội. Giờ muốn gì? Nói đi, không có thời gian đâu. Muốn gì nè, nói đi. Mình vô nhà nói chuyện được không chị? Ê, nói gì à? Hả? Ủa cái này không phải là cái nhà hả? Ủa này đống rác hả? Hả? Anh coi cái nhà tôi là cái gì? Hả? Không có vô đâu hết trơn á. Muốn nói gì nói ở đây được rồi. À, thôi nói đây cũng được, đứng đây gió mát. Nói nghe nè, bình tĩnh đi. Tôi qua đây á là tôi muốn nói chuyện của thằng Sơn với con Lộc nhà tôi. Bây giờ á, mọi chuyện nó cũng dở lỡ hết rồi bà chị ơi. Hai đứa mình á phải xúm sụm nhau để mà tính cái chuyện của sắp nhỏ. Nín. Nè, tôi cho anh biết nha, tôi với anh là người lớn nha. Cái chuyện của con nít thì để cho tụi nó tự giải quyết, mắc mớ gì tôi phải giải quyết. Với lại từ trước đến giờ quan niệm của tôi á, là không bao giờ mà gả con trai tôi á, cho một cái đứa con gái mà ăn cơm trước kẽn hết trơn á. Anh có biết như vậy là hư hỏng không hả? Hả? Mệt quá, không nói chuyện với anh nữa. Thì đi về đi, tôi không có thời gian đâu, khách tôi đông lắm. Trời đất ơi, quán như cái chùa vậy mà khách đâu mà đông. Nè, người ta đặt lát nữa người ta tới thì sao? Đi về đi, bực bội à. Mà nè chị. Cái con mẹ này thiệt tình. Ăn hả? Ăn gì ăn hoài vậy? Hả? Ba ăn có chút xíu mà ba càm ràm con. Thiệt á, cái số tôi mà sao mà khổ dữ vậy không hiểu. Từ lọt lòng mẹ ra đã khổ rồi, lớn lên già đầu cỡ này vẫn còn khổ. Ba, con nghe người ta nói những người có tài thường hay khổ lắm đó ba. Chắc vậy quá. Phụ xăm lăng. Bà nghĩ bà là ai? Không phải con trai bà chứ là ai? Quá đáng. Ăn đi. Dạ. Ăn hoài. Dạ quý khách dùng gì vậy? Trời đất ơi, đi ăn bún sao gục mặt dữ vậy nè. Dạ anh ơi. Anh... Trời đất ơi, qua nữa hả? Sao kỳ vậy? Sao mà qua đây rồi hèn quá vậy hả? Tôi qua tôi tặng quà cho chị. Cái gì? Tặng quà cho tôi hả? Trời ơi, chắc hôm nay động đất quá à. Không biết tặng cái gì đây. Rau muống đó, ngon lắm chị. Rau muống hả? Tươi quá à. Cảm ơn anh nha. Không có chi. Dạ nhưng mà tôi cũng ngại lắm. Mà bây giờ anh có lòng vậy á thì thôi tôi nhận. Cảm ơn anh nha. Không có gì hết trơn á. Nhận là vui rồi. Dạ nhưng mà tôi cũng có chuyện này muốn nói với anh. Nói đi chị. Thực ra anh mang cái bó rau muống này á để qua tặng tôi. Mục đích á là muốn con trai của tôi cưới con gái của anh đúng không? Nói nghe nè. Về anh dở mộng đó đi nha. Bỏ qua đi. Tại vì trước sau gì á tôi cũng không đồng ý đâu. Tôi dứt khoát rồi. Không có chịu nha. Chị gì? Suy nghĩ kỹ đi. Tại vì á trước sau gì á đứa bé nó cũng là cháu nội của chị mà chị. Không lẽ chị nỡ lòng nào chị bỏ cháu nội chị sao? Nè, trước giờ là không biết tính của tôi đúng không? Tính tôi cứng lắm. Nói một là một, hai là hai à. Tôi đã nói rồi, dứt khoát không là không. Không chịu là không chịu. Qua thì lấy, nhưng mà không chịu. Nè, nè. Trời đất ơi là trời. Cái con mẹ này, con mẹ lê thiệt là lì. Đúng là cái đồ khó ưa mà. Khó ưa à? Khó ưa. Khó ưa hả? Ngay đi, ăn vọng về ăn. À! Mẹ ơi, mẹ thấy con bận cầm này đẹp không? Đẹp. Con hỏi con này 80 lần rồi đó. Thiệt không mẹ? Ừ, còn câu này thì 82 lần. Nãy giờ mẹ đếm câu hỏi của con hả? Tại con hỏi nhiều quá cho nên mẹ phải đếm thôi. À, hay là mẹ đi chơi với con với lại ba Mạnh đi. À, thôi con đi chơi với ba Mạnh đi, mẹ bận rồi. Con đâu thấy mẹ bận gì đâu. À, mẹ bận thiệt mà. À, đó, mẹ phải đọc hết cái chồng tài liệu này nè. Thấy không? Nhiều quá trời quá đất luôn. Đó thấy chưa, ba tới đón kìa. Đi chơi vui vẻ đi, con đừng có bí xị nữa. Với mẹ ăn đi. Ừ, ngoan. Thôi, Hoàng, nhớ tao không? Ai đây? Cường nè, bạn chỉ có mày nhớ không? Trời đất ơi, mày đó hả Cường? Ở tao nè. Sao cái gì mà te tua tơi tả vậy? Mẹ nó, đang chán đời, chán bỏ mẹ luôn, xui quá mày ơi. Ê, có con gái tao ở đây nha mày, chuyện bậy bạ không à? Gì vậy? Làm vậy? Nó là con người chứ không phải là người sao quả đâu mà làm vậy? Con gái mày hả? Chúng lẽ con trai, tội giỡn hoài cha nội. Ê, ý mày nói tao có khả năng sinh con hả? Phải không ta? Chào chú đi con. Chào con. Chào chú. Sao con gái này không giống mày chút nào hết vậy? Ê, bạn bè lâu ngày gặp lại mà đừng để tao đạp được cái nha. Còn đi thử ADN không? Nó sạp không mà. Đi đâu đây? À, thì đang đi vòng. Muốn ăn chung với cha con tao không? Vô trong ăn. Ăn hả? Ừ. Trời ơi, tao đang đói, gặp mày tao mừng quá Mạnh ơi. Tao mừng quá. Rồi, đi vô đâu? Đi con. À, đây. Đi con. Con lên ngủ. Nhìn mày ăn là tao no rồi. Ê, nói thiệt nha, mày bị bỏ đói giữa 80 năm nay rồi hả? Nó trúng đó, còn ngon đó. Ăn đi, để thôi đó, con thôi. Bỏ ăn đi con, để hồi chút Cường ăn hết con nè. Chờ tao xíu nha, tao có điện thoại trước, nhớ là hai cha con đừng ăn hết nha. Mày gọi gì vậy? Làm gì hấp ta hấp tấp vậy? Anh con. Alo. Dạ. Dạ anh nghe đại ca. Dạ không, Dạ em hứa với đại ca là em trả mà. Dạ. Dạ. Dạ em đâu có dám thách hứa đại ca đâu. Dạ. Dạ. Em hứa chắc chắn ngày mai em trả mà. Ngày mai mà không có đại ca muốn làm gì em cũng được hết. Dạ. 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 Mẹ có mấy đồng bạc lẻ rồi quay. Công việc của mày sao rồi? Nè, tao nói thiệt nha. Bỏ cờ bạc cá độ dụm cái đi. Mày chơi mấy cái đó nữa ngóc đầu lên không có nổi đâu đó. Ê, mày làm gì với bà nhập mày vậy? Hồi nãy thì mới vô mày ăn uống hàm hồ. Còn bây giờ mày làm gì ngồi nhìn chân chân muốn ăn tươi nuốt sống ai hả? Ê, làm gì vậy? Đâu có gì. Mạnh ơi. Gì? Tao hỏi thiệt mày nha. Tao với mày là bạn chí cốt đúng không? Gì vậy ba? Thật tình thì tao cũng không muốn nói. Nhưng mà thật sự tao đang khó khăn quá à. Mày giúp tao đi Mạnh. Hình như tao nhớ là mày thiếu tiền tao mày chưa có trả nữa đó. Thì tao biết là tao thiếu mày. Nhưng mà tao hứa tao trả là tao trả mà, tao uy tín mà. Uy tín cái con khỉ. Mày thiếu 5 triệu 2 năm rồi chưa có trả một cắt nữa bây giờ. À bé Thỏ ăn đi con, ăn đi. Ăn đi, chuyện người lớn mà. À, con ngồi ăn nha, chú Cường với ba ra vào đây nói chuyện chút. Ngồi đó nha, đừng đi lung tung nghe chưa. Đi đây, mẹ đây. Đi. Mày điên hả? Có con tao ngồi đó mày nói tiền bạc gì vậy? Tao năn nỉ với mày đó Mạnh, mày giúp tao đi. Mày mà không giúp tao là mày hối hận đó Mạnh. Giúp tao đi Mạnh. Ừ nè. Chỗ bạn bè tao nói thiệt với mày luôn nè. Bây giờ tao không có còn tiền nữa. Mấy tháng nay ông già tao không cắt tài khoản tao rồi, bây giờ tao không có còn cắt nữa nè. Trời ơi cái chuyện đó tính sao đi bây giờ, mày giúp tao đi, trời không có khó là tao chết đó Mạnh. Bao nhiêu lần rồi, kêu mà làm ăn đàng hoàng thì không chịu. Mày thiếu người ta bao nhiêu? Có mấy đồng bạc lẻ à? Mấy đồng bạc lẻ là bao nhiêu? Nhiều, có mấy chục à. Ê, mày điên hả mày? Mấy chục triệu mà mày nói mấy đồng bạc lẻ hả? Thì đối với tao là nó lớn, nhưng đối với mày là mấy đồng bạc lẻ chứ mấy, mày giàu có mà. Tao nói rồi, tao không có tiền đâu, tao nói thiệt á, mày tin không tin thôi. Mạnh ơi, tao năn nỉ mày, mày giúp tao đi Mạnh, tao lại mày đó Mạnh ơi. Không có là tao chết đó. Ừ nè, tao nói thiệt á, tao nói láo mày, tao con mày á. Mấy tháng nay ông già tao không cắt tiền tao rồi, tài khoản tao không còn một cắt nữa. Bây giờ trong người tao còn có ít tiền, ít xịu à. Sao vừa phải thôi. Coi tướng mày kìa. Đi ít hát. Mặc đồ dày nè. Mày nói không có tiền ai tin. Bây giờ tao nói rồi đó ha. Tin hay không tin là phần của mày. Tao nói thiệt. Mày đứng đây mày suy nghĩ đi. Mày vô tao ăn với con tao đây. Mạnh ơi, Mạnh. Đi đâu mà tới giờ này chưa chở nhỏ về, thiệt tình. Thì lâu lâu cha con nó mới gặp nhau mà. Bình thường giờ này là về rồi. Phúc. Dạ. Gọi điện cho thằng Mạnh kêu nó chở con bé Thỏ về. Dạ dạ để con. Ba, để nó đi chơi vài bữa thoải mái đi. Thoải mái cái gì con? Chở nhỏ đi ra ngoài rồi cho ăn bậy bạ về bị bệnh rồi sao? Nè, anh làm gì mà giờ này chưa chở bé Thỏ về nữa? Cái gì? Anh chở nó về 2 tiếng rồi hả? Sao con bỏ luôn? Sao con chán vậy? Thôi chú gỡ mặt nạ ra đi chân mượn người chơi chút thôi. À, không được. Mặt nạ này là con đeo vô con sẽ bị ngứa, con bị ghẻ đó. Bị ngứa bị ghẻ thì hả chú? Nhưng mà sao chú đeo vô gì? thì tại chú là người lớn, chú đeo không sao, còn con là con nít đó, con đeo không có được, nghe chưa? Mà chú ơi, sao hồi nãy chú nói á, là ba mẹ con sắp tới rồi, mà giờ ba mẹ con đâu? Tại chắc là ba mẹ con có cái việc gì đó nên là tới trễ. Con chơi chú một xíu đi rồi ba mẹ con tới đón con về nhà ngoan nha. Con không chịu đâu. Hay là Nhật có ăn bánh, lúa bánh con ăn nha. Con mà con không ăn đâu, ở trong đây hôi quá. Con la lớn, con mà la lớn không kệ bác con. Con không sợ đâu, con không sợ đâu. Bây giờ con muốn cái gì đây? Hay là chú hát cho con nghe nha. La 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 la, cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh, chim đậu trên cành, chim hót liếu la liếu la. Vui chưa? Chứ làm con gà đi. Làm con gà hả? Ừ. Thôi được rồi, chứ làm gà con nghe coi nha. Ơi thiệt trời, trời ơi, mấy đứa bay đứng đâu đứng đó coi, làm gì đi như đi chợ vậy? Ừ đúng rồi đó mày á. Rồi coi, trời ơi sao rồi hả mày? Ôi thiệt tình à. Cái gì ở đầu chui ra thì đánh như vậy? Mày đúng là cái người cha mà bất tài vô dụng á. Có một đứa con mà không giữ được là sao? Con để bé Thỏ trước cửa nhà con mới đi mà. Thánh thần thiên địa ơi, nghe nó nói không? Đó, nó để con bé Thỏ ngoài đường á. Vậy mà nó còn cãi nữa kìa trời. Bà ơi, bà đừng có la lối nữa, giờ đi tìm bé Thỏ giùm con đi. Đúng rồi trời ơi, bây giờ đến nước này còn cãi qua cái lại nó mệt quá à. Đúng rồi, đi tìm nó đi chứ. Cắm không lại. Lên trên kia đứng. Điện thoại ai cho em kìa. Kệ ta. Dạ alo. Dạ không có hả chị? Dạ cảm ơn chị. Chị, hay là chị gọi công an báo là bé Thảo mất tích đi. Ủa được, sao 24 tiếng mới gọi là mất tích? Điện thoại đứa nào nữa kìa. Đâu quá đi thôi em. Rồi à. Xe đi. Ai vậy? Đó. Ê, có khi nào bé Thỏ mượn điện thoại ai gọi về cho anh không? Nghe đi. Alo. Trời ơi đứa nào mày, trời thằng này tôi giết chết nó quá. Đang trong cái tình hình như vậy mà nó làm cái bực được hay thiệt á. Tại con rối quá đó. Rối cái gì mà rối? Lo quá. Ăn nguyên một cái rổ hộp bít mà mày coi chừng tao á. Im lặng vô im coi nè. Alo. Anh là ai vậy? Con tôi đâu? Mày không cần biết con mày ở đâu. Cái quan trọng tôi muốn báo với mày, không được báo công an. Lộn xộn, đừng có xâm phạm. Cái gì? Alo. Trời ơi, dầu sôi lửa bỏng vậy mà nó ngủ được hay thiệt á. Không phải ngủ. Chứ mày làm gì vậy? Con xỉu á. Làm gì xỉu? Bé Thỏ bị bắt cóc rồi. Hả? Cái gì vậy? Tỉnh ra đi mọi người. Trời ơi, tự nhiên xỉu hết vậy. Tỉnh ba ơi. Tỉnh. Trời ơi là trời. Tôi khổ quá vậy trời ơi trời. Ngủ về. Ủa? Sao đang ngủ tỉnh vậy gì cả? Con ngứa đâu? Con ngứa đâu? Chú gãi cho. Hả? Đâu? Đâu chú gãi cho. Đâu con? Con muốn về. Thôi mà, cái Thỏ ra đi, ở đây nha, ở đây chú nha. Bây giờ con nói bụng không? Chú đi mua đồ ăn ngon lắm. Ui, cái đùi gà ha, nó bự vậy nè. Đồ ăn ngon lắm. Chú đi mua cho. Dạ. Vậy bây giờ á, Bé Thỏ ngoan nha, bé Thỏ đi vô thân, bé Thỏ rửa mặt đi, rửa mặt mát mẻ sạch sẽ rồi chú Đức mua đồ gà cho ăn, chịu không? Dạ chịu. Rồi đó, con đi không? Bé Thỏ ơi, con đừng có bị cái gì nghe con. Chớ rồi, có khi nào người ta chặt tay chặt chân bé Thỏ rồi bắt nó đi bán vé số, nó bắt nó đi ăn kinh không vậy? Mày im đi. Mày điên hả? Muốn sống thì im đi, ăn nói bậy bạ không à. Em đi nói có khi nào đâu mà, có đâu chửi em lo với bộ. Ơi bà ơi, cái gì vậy? Hình như nó khỏi tới nữa nè. Nói chuyện với nó đi, tao sống chết với nó luôn á. Ba, lỡ bây giờ ba làm gì nó hại bé Thỏ hay sao? Đúng đó ba, bình tĩnh lên đi, để con. Alo. Alo, tôi nghe đây. Đem gấp cho tao 50 triệu. Tới đâu gì là tới đâu? Bây giờ tôi muốn nghe tiếng của con tôi. Cho tôi nghe tiếng con tôi đi. Công viên Hoàng Văn Thụ nha. Cái gì? Công viên Hoàng Văn Thụ hả? Bé Thỏ ơi, con xong chưa? Rồi, ra đây chú mua đồ gà tôi ăn nha. Dạ. Chào chú chút xíu nha, để chú gọi cho người đem đồ gà tới ha. Ăn xong cho con, đi, nhanh lên, đi rồi xong. Đi với chú đi rồi về ăn, đi mà. Đi đi con này nè. Đi. Con biết con này. Đi. Bé Thỏ. Hả? Trời ơi. Trời ơi, đầu trâu mặt ngựa. Trời ơi, ngu đầu mã diện, bắt cóc con nhỏ. Mày tao đi để con cào của bạn mặt nó ra, mày mặt ngựa hả? Mày đầu trâu hả mày? Trời ơi, mày nhảy. Mày nghĩ sao? Mày nghĩ sao? Mày dám bắt cóc con tao. Trời ơi, cái mặt nó trơn quá, cào không được. Mồ hôi đó trời. Trời ơi. Ba, chú Cường đâu có bắt cóc con đâu. Cái gì? Sao? Như vậy mà không bắt cóc hả? Đâu có đâu, tao đâu có làm gì cũng bé Thỏ đâu. Mày hay quá ha, không làm gì của bé Thỏ hả? Mày tưởng tao không biết hả mày? Trời ơi. Tao lại mày. Đánh nó đi, giết nó đi, đừng cho má nó hay. Đánh nó đi. Mày hả? Mày hả? Mày ngồi yên để cho tao đánh nha. Mày nhúc nhích tao đánh không được. Rồi. Khoan. Tao lại mày Mạnh ơi. Mày tao không có làm cái gì hết. Mày biết tính tao mà. Tại tao túng quá. Mày túng quá rồi mày bắt cóc con tao hả? Uống ra mày đừng có chỉnh mày tao, mày không bạn bè gì nữa đó. Con ơi. Lên mày lại làm gì hả? Con lại mà. Bác tin con đi bác ơi, con không có làm cái gì xấu đâu. Không có đại liếc gì đâu. Bây giờ ha, không làm xấu hả? Bắt cóc con nít mà không làm xấu hả? Tại con thiếu nợ nhiều quá rồi con phải làm liền bác ơi, tha lỗi cho con rồi bác ơi. Danh tha đâu, kêu công an tới đây nè, cho ở tù rút xương luôn. Bác ơi đừng làm vậy, con sợ lắm, con sợ ở tù lắm bác ơi. Con nhìn mặt bác hiền lành vậy chắc bác tha lỗi cho con, bác không có làm vậy đâu. Nghe cái mặt hung dữ vậy mà nó dám nói là hiền lành. Tao đang điên mà mày nói tao hiền hả? Hả? Con lại bác. Mạnh ơi tao lại. Tha tao đi Mạnh ơi. Đúng rồi đi. Đúng rồi. Tấn nó vô tường để nó chạy sao? Bộ nó bạn con hả? Dạ, ba. Nó là bạn của con. Ồ. Tính tình của nó hiền lành lắm. Ồ. Con với nó quen nhau cũng lâu rồi. Ồ. Mà tại vì nó chỉ có một cái tính là ham mê cờ bạc thôi. Nó đang thiếu nợ người ta và nó mượn tiền con mà con không có tiền cho nó mượn cho nên nó nghĩ quẩn quá nó mới làm cái chuyện này. Ba coi được ba tha lỗi cho nó rồi ba. Nè bé Thỏ, con có bị sao không? Con có bị thương trong người không? Bị gì không con? Con có sao không? Dạ không, chú còn cho con ăn gà gán nữa kìa. Còn làm trò cho con chơi nữa. Cái gì? Coi như là gần như là giống như cung phụng con vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Ở trên đừng. Thôi vậy nếu bé Thỏ nó không bị gì thì thôi tha cho ảnh đi ba. Mày làm ba tao luôn đi. Quyết định hết à? Còn thằng này nè, kết bạn giỏi quá ha. Nó hiền lắm, tại giờ nó vậy ba, để con nói chuyện đó. Hiền bà Liên xiên. Dạ. Bạn phải không? Dạ. Thôi được rồi. Nể tình đó là cậu cho cháu ngoại tôi ăn gà rán đó, nghe chưa? Dạ. Bỏ qua lần này đó. Nhưng mà mai mốt á đừng có làm chuyện dại dột vậy nữa. Dạ. Dạ con đội ơn bác, con lại bác ơi, con lại bác, con lại bác à. Thôi được rồi. Ơi, vừa phải thôi, còn sống mà, chưa lên bàn thờ mà lại quá vậy. Hả? Bây giờ mày hứa tao bỏ cờ bạc nghe chưa? Hoàn lương đi. Chính chuyện đàng hoàng mà làm. Dạ. Rồi tao sẽ xin với ba tao nè, cho mày về tiệm bún bò của ba tao làm thu ngân. Trời ơi. Ủa sao cái gì tụi bay cũng quyết định hết vậy? Ngày mai rảnh không? Ra phường người ta sang tên tiệm cho tụi bay luôn cho rồi. Vậy không được nè. Vậy thôi về tiệm ba con. Ba con cũng có tiệm nữa. Về tiệm ba tao làm bảo vệ. Nha. Cảm ơn bác. Cảm ơn mình em Mạnh. Ừ, đứng về đi quỳ hoài. Về. Bé Thỏ, lấy cái đồ gà về. Về, kéo nhau về. Bài chú nha. Nhớ hứa tao gì mới làm được mày. Bây giờ sao? Dạ. Chuyện vợ con bây giờ tính sao? Hay là đợi tới khi nào tao xuống lỗ rồi mày mới quyết định tới chuyện vợ con của mày? Tính gì nữa bà? Vợ con có sẵn rồi tính toán gì nữa? Cái gì? Vợ con có sẵn là ai đâu? Ủa bà thật sự không hiểu hả? Không. Vợ con có rồi, con cũng có rồi. Bây giờ chỉ cần hai mẹ con nó gật đầu đồng ý cái rước về nhà cái rụp thôi. Có gì đâu suy nghĩ. Ý của con nói là Phúc với lại con bé Thỏ đúng không? Chứ ai vô đây nữa. Mấy con trước con đã hết rồi, giờ không còn con nào nữa đó. À vậy ha. Cái này được nè. Nếu mà con suy nghĩ gì là được đó. Ê, nhưng mà không được. Không được, dứt khoát không được. Gì kỳ vậy ba? Ba hộ ba được, bốn hộ ba không là sao? Biết lý do sao không được không? Sao? Bởi vì cái thằng cha già đó, thằng cha không ưa tao. Cho nên dễ gì thằng cha cho con gái của thằng cha về để làm dâu nhà này. Mày suy nghĩ là có đúng không? Ba dở ẹt. Sao dở? Chưa có ra trận, ba đã thối lui rồi. Quá tài. Nói vậy là con của tôi làm được nè, hay nghe con. Hả? Nếu mà làm được là quả là có tài đó con. Ha. Sao? Suy nghĩ sao? Còn vụ tài khoản còn sao ba? Tài khoản? Dạ. Bây giờ vậy ha. Làm ba mà. Tao đã hứa thì tao giữ lời. Đó. Bây giờ làm sao mày đưa được hai mẹ con của nó về đây ở? Ha. Thì tất nhiên con muốn cái gì ba cũng sẽ chiều con hết. Ủa yeah. Chút nữa ba qua nhà Phúc với con. Ba đi qua bệnh với con. Dạ. Quyết định vậy đi. Vậy đi. Ăn. À thôi giờ vậy. Bữa nay thì thật sự là tôi cũng muốn đại diện cho con trai của tôi. Và tôi cũng hạ mình nói với anh một tiếng rằng tôi muốn cho cháu Phúc ở đây về nhà tôi sống với thằng con trai của tôi, cho vợ chồng mới được sum họp. Anh thấy, anh thấy. Dạ. À là anh muốn rước em với bé Thỏ về nhà ở chung anh. Anh có bị điên không? Hả? Nè. Chuyện gì nữa vậy? Thôi con không sống chung với con người tệ bạc vậy đâu. Vậy? Nè, con nói gì kỳ vậy? Con trai của bác nó rất là đàng hoàng. Tại sao con nói nó là người đàn ông tệ bạc là sao? Ôi, ảnh đàng hoàng hả bác? Rất đàng hoàng. Ảnh đi ra ngoài phong lưu, bay bướm. Đi tới đâu là có con rơi tới đó vậy mà đàng hoàng. Cái gì? Cái gì? Nói cho rõ ràng coi. Mới nói gì? Nè anh thưa chuyện với người lớn đi. Bình thường giỏi nói lắm mà làm gì bữa nay ú a ú ớ vậy? Làm gì mà câm họng vậy? Anh nói đi, nói cho ba biết đi. Anh phải nói chứ làm sao mà anh cứ im ru hoài vậy? Anh phải nói chứ. Nói anh luôn nói đi. Từ từ con gái nữa làm gì chộp. Là vậy nè, chuyện không có phải như em nghĩ đâu. Chuyện không có phải như em nghĩ đâu. Vậy chuyện có giống như tôi thấy không? Tới nước này mà còn nói dối nữa hả? Vậy anh nói cho ba biết đi, thằng Khỏe là con của ai? Hả? Nó có thêm thằng con nữa hả? Dạ. Trời đất ơi, đồ cái thứ không ra gì mà. Hả? Dạ. Không là chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Thằng Khỏe thật sự nó không phải là con của con. Vậy nó là con của tôi chắc. Phải không? Phải không cái đầu của anh đó. Không, anh bị liệu. Ý anh nói là không có phải như em nghĩ đâu. Này. Dạ? Bình tĩnh. Dạ. Nói cho ba nghe. Dạ. Trả lời cho ba biết. Dạ. Thật sự là con có thêm một đứa con nữa ở ngoài tên là Khỏe đúng không? Nên vậy là ba có thêm một đứa cháu nội trai nữa là phải không chứ? Ba ơi ba. Đã lắm á. Không phải. Không phải sao nó nói. Không có phải mà hiểu lầm thôi à. Không phải đâu. Có người lớn đây ba nói chuyện kỳ vậy. Không, ba thấy con có thêm một lần con trai nữa là ba cảm thấy ba đã vậy thôi. Đã hả? Đã không? Trời ơi, tôi tưởng con anh nó làm điều tác tệ như vậy anh phải biết dạy con anh chứ. Đằng này anh còn ủng hộ, anh còn thị thiền nữa hả? Trời ơi, bởi vậy cha nào con nấy mà. Con hư hỏng là cũng tại cha mà. Đi ra, hai cha con đi ra khỏi nhà tôi. Đi ra, không đi ra. Không đi ra. Đi. Quá đáng. Tưởng còn đứng ở đây mặc áo xanh nên tôi tạt nước trà lên cho thành màu vàng luôn á. Mấy người nhìn đuổi vô bụng mới nhìn tôi cho mòn luôn hả? Đừng có nhìn nó quá, nó bị mòn. Chết tao gì cũng để đi. Kính chào ông bà cô bác. Con khỏi chào, con khỏi kính gì hết trơn, con vô thẳng vấn đề luôn đi. Làm gì cũng phải có đầu có đuôi chứ. Xin cho hỏi ở đây ai là cô Phúc? Tôi nè. Có chuyện gì không nói lẹ đi. Tôi với ông này á không phải là cha con đâu nha. Đóng kịch cũng giỏi lắm. Còn sao nữa? Anh cho nó bao nhiêu tiền để nó nói nó không phải là con anh? Tổng lao Chú tiền nó kìa. Nó không phải là con của anh mà. Nè nhóc, nói sự thật đi. Ông này bắt con phải nói như vậy đúng không? Im lặng và rịn mồ hôi có nghĩa là đúng không? Không có phải đâu mà. Anh với nó đâu phải là cha con. Nó có kêu anh là ba đâu. Nó im lặng kìa. Nói gì đi. Hôm trước á, ông trả tôi có một câu thôi nha. Ông mà nói thêm nữa là 200 rồi nha. Mẹ nữa được. Nè, ý nó nói á, là hỏi thêm câu nữa là phải trả 200. Đúng không con? Đúng không? Vậy là sao? Vậy là cuối cùng sao? Là sao? Nó không có trả lời đâu, đưa nó 200 đi, nó trả lời. Giờ đưa nó thêm 200 đi, nó trả lời cho nghe, muốn biết thì đưa 200 đi. Giờ sao? Ý con sao? Đưa 200 đúng không? 200 nữa tôi mới nói. Đó, vậy đi, vô vấn đề đi. 200. Đưa đi. Trời ơi, sao nó tiêu quá vậy? Đây nè, 200 nè, nói đi. Bữa trước có cái bà kia muốn tôi làm công của bà, kêu ông này là ba. Thực ra tôi với ổng có phải là cha con gì đâu. Đó, trời ơi, hay quá nhóc ơi. Kìa, khoan, nó muốn nữa kìa. Tí nó hỏi, nó nói là có ai hỏi gì nữa không? 200. Có ai hỏi không? 200. Rồi. Như con đếm nó trả lời 3 câu. Mày trả nó 200 đi. Bây giờ có ai hỏi không? Trả tới 3 không? Còn ai hỏi nữa không? Hết rồi đúng không? Hết rồi, vậy là chứng tỏ là nó không phải là con của con đúng không? Đó đúng rồi. Thôi không còn ai nữa đâu, đừng búng nữa, thọt tay đi. Được rồi, cảm ơn con. Sao tự nhiên cúp điện giờ này vậy? Vậy nhà mình bị hôn hả? Không, tôi cút cầu dao á. Kỳ hả? Không có hỏi nhiều, tôi muốn làm gì tôi làm. Nè, nói rồi nghe chưa, không có được liên lạc với cái thằng đó nữa nghe chưa. Ý bà nói là ai? Cái thằng Kelvin kia biết đó, chứ ai nữa. Sao bà biết không liên lạc với ảnh? Sao biết chị, cái gì em cũng biết hết á chị, ở trong nhà liếc quan cả là em biết hết á ha. Sao con dễ tin người vậy con hả? Nó nói gì cái con tin cái đó à? Nó về bển nó thăm nhà nó cái cũng tin à, không chừng nó về bển á để cưới vợ đó. Ba, sao ba lại nói vậy? Ba đâu có biết gì đâu. Sao không biết? Chóng mắt lên đi coi thử coi ba nói đúng hay là ba nói sai. Tình là tình nhiều khi không mà có tình. Gì vậy? Ê, mới bị ba chửi phải không? Chứ chuyện gì? Toàn ơi, vậy là thi học kỳ bị điểm thấp rồi đúng không? Mẹ em nói chị nghe, chị cứ nhìn em nè. Em thi hay là kiểm tra gì thì cái con điểm 5, điểm 6 là nó ít lắm. Nhưng mà em cũng không có buồn, chị hiểu không? Chị phải nhìn em mà chị học hỏi, chị đừng buồn chuyện đó nha. Nha. Chị, mấy cái đó là quà của anh Kevin mà phải không? Phải không chị? Chị đem đi đâu vậy? Dục. Tao đi dục hết. Ê, đừng dục. Thôi không xài, đưa em xài. Bỏ uống. Tao nói dục là dục, mày đừng có nói nữa. Kỳ ta. Hết, không có yêu đương, không có yêu đương gì nữa hết. Ủa gì vậy? Ê, ủa hai đứa chia tay hả? Chia tay á. Rồi sao? Trời, biết ngay mà. Tao nhìn vô cái ánh mắt của nó, tao biết nó là một thằng đàn ông đa tình. Đúng, lần này chị nói đúng đó. Ủa, nói đại cũng đúng hả? Chứ sao? Bộ chị nghĩ ở bển ông không có người yêu hả? Ai biết lỡ lần này về nước nó cưới vợ rồi sao? Giỡn thôi, nó giỡn chứ bộ. Ê mày nha, tao nhìn vô từ bữa tao nghe giang hồ đồn là mày không còn hiền lành như xưa nha chưa? Ê, gọi anh thầy. Tính đầu kênh Vinh gọi nghe đi. Chị đang mơ hả? Bây giờ anh đang vui vẻ người yêu mới rồi. Gọi em làm gì? Ghen kìa, muốn khóc một hôm. Thôi nghe anh hỏi đi. Alo, Toàn nghe đây. Gì? Về nước hả? Liên quan gì tới tôi? Anh có chân thì anh tự đi. Tôi rước, tôi đâu có rảnh đâu mà tôi rước anh. Vậy nha, đừng có liên lạc với tôi nữa. Ê, anh về rồi hả? Anh có dắt theo ai về nữa không? À! Ủa có gì ồn ào vậy? Có gì? Trời đất ơi. Xem có sao? Trời ơi, sao gì mà nóng dữ vậy? Ai chọc nó? Không biết. Chị phải không? Không có. Ê, người ta về nước đó, đi rước đi. Chứ ở nhà đi tới đi lui, nóng ruột lắm. Ê, mà không biết lần này ảnh về ảnh có mua gì không ta? Có khi nào á, ảnh mua tặng em cái iPad không? Tính là đi mẹ. Ê, nói tao biết đi, khi nào Kevin về? Sáng mai. Có đi đón không? Mắc mới phải đi. Không đi đón thiệt hả? Chắc không. Chắc. Không đi tao đi à. Yeah. Thôi chị ra ngoài đi. Bà đi ra ngoài. Còn con này nữa. Cút. Tao muốn yên tĩnh. Đi ra. Con. Dạ. Đi đón nó đi. À, nhưng mà ba con không có muốn con quen với anh Kevin nữa nội. Trời ơi, tao nói á, thương thì phải tin tưởng nhau, chứ còn không tin tưởng này làm sao tiến tới được con. Đi đi, nghe lời nội đi, đi ra đón nó đi con. Mày còn thương nó không? Nói thằng con nghe coi, nói thiệt đi. Nhưng mà con đã nói với ảnh là con sẽ không ra rước ảnh đâu. À, chuyện con với ảnh là chấm dứt rồi nội. Giờ ra thì... Trời ơi, nó không có được. Nội biết con còn thương nó, biết không? Bây giờ nghe nội thôi, con đi ra con rước nó, rồi chuyện xong xuôi con. Nghe, đi, cố gắng đi chứ con. Mày thiệt á, không để ta phát nóng rồi đó nha. Tao bảo mà không nghe tao nóng rồi đó. Vậy thôi con đi ra rước ảnh nha nội. Ừ, đi đi. Chứ giờ cũng trễ quá rồi. Ừ, đi con đi mau đi. Ừ, vậy có phải được không? Ừ, đi đi con. Từng con nhỏ này, đó, nghe lời vậy có phải được không? Hả? Number one. Trời ơi, number one cái gì? Tao có biết tiếng Anh là number one. Đừng có khen mấy cái chuyện đó hiển nhiên rồi con ơi. Thấy không? Taxi. Rồi, em. Ôi. Anh muốn ra, đồ lừa đảo, ba tôi nói đúng mà. Kevin nè, coi. Kevin cái gì? Tôi muốn quen ai mà Kevin hết, bỏ ra. Sao chuyện gì vậy con? Chuyện gì? Hả? Sao? Chuyện gì? Hả? Sao không đi rước Kevin về mà chạy về đấy chơi hả? Ba nói đúng rồi đó ba. Anh Kevin có người mới rồi. Trời ơi, ba mày mà, tao nhìn cái bản mặt nó là tao biết liền rồi mà. Thôi nè, đừng có ở đó mà đón mò. Thằng Kevin tao thấy nó đàng hoàng lắm á nghe. Không dám đâu, anh còn dẫn người phụ nữ khác vô đây chồng tốt con rồi kia kìa. Xong vô tới ổ luôn ha. Sao? Hả? Dụ dỗ con gái tôi vậy chưa đủ, sao còn tới đây làm gì? Sao anh quá đáng vậy? Tại sao anh quất ngựa chi phong? Tại sao anh quất cầu quất dáng vậy hả? Trời ơi, sao nay nói chuyện hay quá vậy mày? Nói có im gì không? Yeah. Im hết. Con Toàn không có được khóc nữa. Kevin, đâu con nói coi. Con Toàn nó nói con là phụ bạc nó. Có đúng không? Đâu có đâu nội. Mỗi ngày con giết mèo cho Toàn mà. Đâu có thấy Toàn trả lời gì đâu. Mèo hả? Mèo á hả? Con mèo hả? Không phải nội, con biết mèo là gì nè. Mèo là gì? Mèo là giống như là cái dạng thư điện tử á, người ta viết trên máy tính á, người ta gửi qua gửi lại chởn á. Qua nói giải quyết đi. Đó, vậy với người phụ nữ là ai? Không phải bạn gái mới của anh hả? Là ai? Là ai nói đi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là mẹ con. Hả? Dạ chào mọi người ạ. Mẹ con á rất là thích Toàn và về đây á là để chào hỏi gia đình mình. Mẹ con. Dạ. Trời ơi trẻ quá à. Mời chị ngồi. Ngồi đi cháu. Dạ ngồi. Dạ cảm ơn anh à. Dạ không có chi hết trơn nè. Ôi bà. Đó, mẹ của nó trời ơi là sộn cái quá mạng rồi. Trời ơi. Giờ làm sao bà? Giờ tính cái chuyện của con Lộc làm sao đây? Trời sao mà cũng khổ tâm quá bà ơi. Tôi cũng biết tính làm sao nữa. Khổ quá. Bác! Sao ngộ vậy mày? Dặn không biết bao nhiêu lần mà vô phòng là không bao giờ gõ cửa. Dạ xin lỗi bác. Thôi được rồi. Tao lấy cái này tao phan mày giờ đó nghe. Bác! Mày... Bác chuối! Mày ăn uống mà đem vô trong phòng vậy đó hả? Hả? Rồi rùi bu kiến đậu rồi làm sao? Hả? Bác, em thấy bác có chuyện gì bác lo quá vậy? Bác coi chuyện của em đọc đúng không? Chuyện nó có gì đâu mà lo. Dễ cái đầu mày á. Mày không có biết đâu. Cái bà ở bển á, ha, bà nói chuyện ngang như là con cua vậy đó. hả? Tao nói không lại bả. Bực mình gì đâu. Chuyện đó để con lo cho. Nhỏ xíu. Bác yên tâm, bác cho con lo cho. Để con lo cho. Mày giúp bác hả? Đúng rồi. Mày làm được không? Đừng nhỏ như con thỏ. Yên tâm. Ăn trái chuối đi, bình tĩnh. Trời. Yên tâm để con lo cho. Đi ra ngoài ăn. Ăn uống đem vô trong phòng ăn. Khoan đã. Mày giúp bác ha. Yên tâm. Được rồi. Yeah. Nè, cái thằng điên. Mày có chắc chắn nó là con của mày không hả? Má nói gì kỳ vậy? Không phải con của con thì con của ai? Đi đâu vậy? Sơn. Thằng quỷ sứ gì đâu à? Con... Trời đất ơi, hết hồn vậy? Gì đẹp gái? Gái thì biết chứ gì? Hỗn láo à. Con nói cho dì nghe nha. Vậy? Thằng Sơn á, mà nó không cưới được con Lộc đó nha. Tới lúc đó đó mà con Lộc mà nó có chồng rồi vậy nha. Cháu nội của dì nè, là cháu nội của người ta. Lúc đó đó hối hận cũng có kịp đâu đó gì đẹp gái. Trời ơi, sao vậy? Trời ơi, cái thứ đám cưới mà có khuyến mãi vậy ai mà thèm. Đó, để xem kiếm được ai không, cho người ta lấy đi rồi biết. Trời ơi, gì đẹp gái nói làm sao á. Con nói cho gì đẹp gái nghe nha. Bác của con á, tìm người cho Lộc sắp có rồi. Ý, mà không phải. Có rồi luôn. Tới lúc đó dì đẹp gái hối hận đã muộn màng rồi. Trời ơi, mày bị điên nữa rồi. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao tao hối hận? Không bao giờ hối hận, tao đã dứt khoát rồi. Không là không. Mày qua đây làm gì? Hả? Bả nói chuyện ngang như cua vậy đó. Nói chuyện với bả làm gì? Đi về. Đúng rồi đó mày. Đi về đi. Trời đất ơi, cái thứ gì đâu á, đi qua đây bày đặt á hả? Mang nó qua đây hù tôi hả? Quên đi ha, tôi đã nói rồi, dứt khoát không là không. 100 lần không, 1.000.000 lần không. Đi về mày. Về đây. Tới lúc đó là hối hận. Gì vậy con? Ê, mày làm gì giống như là sắp đi tự tử vậy? Sao anh biết tôi sắp tự tử vậy? Ê, không giỡn nha, nói chơi thôi nha, dì đẹp gái chứng kiến nha, con không có nói gì nha, con đi về à. Đi về đi, nhà này sắp có người tự tử, đi về. Dạ. Trời đất ơi, có khi nào nó thiệt không? Tự tử hả? Chết rồi, không được. Trời đất ơi! Nè! Nè! Con làm cái gì vậy? Con làm cái gì vậy hả? Con ơi! Để con chết! Trời ơi! Nghe ra! Nghe ra! Trời ơi! Nghe ra! Con có được! Trời ơi! Chết rồi! Trời ơi! Con làm cái gì vậy? Con điên hả? Con điên hả? Con nghĩ sao mà con tự giận vậy hả? Bây giờ con muốn cái gì? Chứ bây giờ con sống mà không được ở bên cạnh người mình yêu thương, không được chăm sóc cho con của mình, sống làm gì hả má? Trời ơi, thôi! Trời ơi! Chết rồi cái thằng con tôi! Trời ơi! Con ơi là con! Trời ơi! Vậy ra thôi được rồi! Thôi được rồi! Để đó! Má đồng ý cho con lấy nó được chưa? Hả? Má nói thiệt hả má? Má nói thiệt! Trời ơi! Con đừng có chết được không hả? Má cho con có Lộc hả? Má Lộc ơi! Ủa gì vậy? Tôi chết rồi, tôi mới nói cái gì vậy? Tôi... Trời đất ơi! Là xin gum mà! Tôi bị nó lừa rồi! Nhanh tay lên tụi con! Chưa? Leo cho nhiều lên nha! Con ra ngủ bác lên bác kêu con thức thì con thức chứ có gì đâu, bác chơi kỳ cục vậy. Con ngủ con bác theo tùm lum hết trơn, con sợ bể nên con đâu dám đem xuống nè. Rồi đó, thở con bóng mày. Thở đi. 5 cái còn lại giùm nha. Một ông không á. Ông kia, ông thở mà làm bể nha là cái mặt ông có bong bóng luôn á. Bả hoài không vậy đó à. Ê mấy đứa, bạn gái quà kìa. Con gặp bác Cào Màu. Cào Màu. Trời ơi, nó cào là nó khủng bố tinh thần người ta vậy đó hả? Nè, ở bển bộ cận gì hả? Ở bển xong chưa? Nếu mà cần tôi kêu tụi nhỏ qua bển nó làm vô. Thôi, trời ơi, lo bên này đi, ở bên nó xong hết rồi. Xong rồi hả chị Xuân? Tôi mướn thêm người mà. Tôi qua bên này á, dặn ăn nghe không? Đó, nhỏ dâu tôi đó, cẩn thận nghe không? Mặt mũi cho đàng hoàng tử tế, coi như là cho sao cho thật là đẹp, cô dâu là phải đẹp. Với lại cái bụng của nó, cái mặt bụng nó thì giấu đi nghe không? Với lại kiếm cái áo nào rộng rộng á, đừng có thấy bụng nghe không? Xui yên tâm đi, lo hết rồi. Ngày mai là không có một cái sơ suất nhỏ nào, đừng nói là lớn. Yên tâm nha. Tôi yên tâm, vẫn thấy lo lo sao? Phải qua đây dặn cho tôi bằng được vậy đó hả? Rồi, vậy thôi. Tôi về bển nha. Về đi, nếu mà cần cái gì muốn cái là tôi qua liền. Em xuống rồi, xuống rồi. Đã hết thì tụi con. Ủa cô dâu đâu? Cô dâu đâu tụi con? Mấy đứa đâu? Cô dâu đâu? Ừ, đẻ lên con. Cái bầu này là giả hả? Thỏ! Thỏ! Lúc nào cũng chậm chạp đó. Cái nhà vui của nó mà nó thiệt định. Chờ chút xíu. Đúng rồi, từ từ. Gái phải từ tốn chứ má. Cái gì vậy? Cái gì? Sao vậy? Cái gì? Cái gì? Hôm nay là ngày vui mà nó nói chuyện bầu bì gì không hết. Ôi, bây giờ nó có bầu hay là không có bầu gì á, tụi mình cũng cho mấy đứa nhỏ nó lấy nhau phải không chị? À, dạ đúng rồi, thì trước sau chị cũng cưới mà trước sau chị cũng có mà. Kính thưa tất cả bà con cô bác, hôm nay là ngày lành tháng tốt, thằng rể của tôi nó làm lễ chu quy cho đứa con gái thì gả cho. Gả cho này. À, chú rể. Vậy thì hôm nay tôi con nói đi. Ủa sao chị giờ đang nói con miệng mà. Cái ngày 18 con gả con gái, con phải nói. Mà cô dâu đâu? Cô dâu đâu? Đưa xuống đây để lên. Cô dâu cưới kìa. Đúng rồi. Wow. Rồi nhẹ lại con, rồi nhẹ lại. Hôm nay á, là lần đầu tiên tôi gả con gái, cho nên là tôi cảm thấy nó đã ở trong lòng gì đâu á. Cười hoài đó. Để bà nói. Dạ. Bây giờ mời cô dâu chú rể bước vô đây. Vô. Từ từ thôi nha con. Trời ơi con ơi, cái gì từ từ chứ con. Tôi hết rồi. Cô dâu chị bình tĩnh. Thôi. Tôi nhẹ thôi con. Bây giờ còn mấy đứa này cặp nào vô cặp đó. Để đó. Là những gì bọn. Ấy, còn cặp nữa. Rồi, mời tất cả các cặp đi theo tôi. Đi lên lễ gia tiên. À, đúng rồi, đi lên lễ gia tiên.